Thưa quý vị, việc Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm cho phép mở cửa du lịch theo đoàn từ ngày 15 tháng 3 tới là thông tin vui đối với ngành du lịch, khi đây là một trong những thị trường khách quốc tế lớn của Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng, trước dịch COVID-19. Với sự linh hoạt trong công tác xúc tiến thị trường và sự chủ động về hệ thống dịch vụ, ngành du lịch thành phố đã sẵn sàng đón khách Trung Quốc. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau hơn 2 năm đóng cửa vì dịch bệnh, mãi đến đầu tháng 3 năm nay, cơ sở lưu trú trên đường Võ Nguyên Giáp này mới mở cửa trở lại. Trước dịch, nguồn khách chính của khách sạn này là khách Trung Quốc và Hàn Quốc. Vì vậy, thông tin khách Trung Quốc có thể trở lại Việt Nam theo đoàn khiến đơn vị vô cùng phấn khởi. Hiện tại thị trường chúng tôi đang hướng đến cũng là nguồn khách Trung, và định hướng chúng tôi là khách Trung và khách Hàn. Chúng tôi cũng không ngần ngại bỏ ra chi phí lớn để thuê các cái trung tâm về đào tạo lại ngoại ngữ để nâng cao phục vụ khách quốc tế hơn nữa. Theo Sở Du lịch, năm 2019, khách Trung Quốc lưu trú tại thành phố đạt khoảng 650.000 lượt khách, đứng vị trí thứ hai trong tổng khách quốc tế đến Đà Nẵng sau Hàn Quốc. Khách Trung Quốc đến Đà Nẵng thường đi theo đoàn bằng đường biển và đường hàng không, trong đó khách hàng không chiếm ưu thế. Trước dịch, có khoảng 24 đường bay từ Trung Quốc kết nối với Đà Nẵng với tần suất 137 chuyến trên một tuần. Chúng ta biết rằng khách Trung Quốc là một trong những đối tượng khách phải nói rằng có một ưu thế rất lớn về số lượng đông đi theo từng charter đoàn, lấp đầy được cái điều kiện trong cái dung lượng lớn của Đà Nẵng như hiện nay của chúng ta trong cái tầm của 2-3 sao, là điều đó rất là tốt cho phát triển về du lịch tại Đà Nẵng. Cái thứ hai, ưu điểm là khách Trung Quốc rất thích khám phá về các văn hóa ẩm thực vùng miền địa phương, đặc biệt Đà Nẵng của chúng ta có nhiều sản phẩm về du lịch, trong đó có ẩm thực và các cái sản phẩm của địa phương mà tạo sự hấp dẫn đối với khách Trung Quốc. Cái thứ ba là người Trung Quốc rất thích khám phá những cái điều kiện mới, tạo được cái ấn tượng khi mà người ta cảm thấy thích thì độ lan tỏa của người ta rất là lớn. Dù không quá nôn nóng cho quá trình phục hồi nguồn khách Trung Quốc như thời điểm trước dịch, nhưng việc Trung Quốc mở cửa trở lại là một tín hiệu tích cực cho thị trường du lịch Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Đến nay, ngành du lịch thành phố sẵn sàng chuẩn bị nhân lực và hệ thống dịch vụ để chờ đón sự trở lại của nguồn khách này. Cần phải khẳng định đây là một trong những nguồn khách mà giúp cho hệ thống dịch vụ phục hồi nhanh hơn trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Do cái mức độ quan trọng, cái mức đóng góp, cái cơ cấu lượng khách rất lớn, chúng ta đã phục hồi khá tốt. Riêng Đà Nẵng thì đến thời điểm này 2023 chúng ta phục hồi được khoảng 90% so với cao điểm nhất cùng kỳ 2019. Nếu chúng ta có thêm nguồn khách Trung Quốc thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái sự phục hồi đáng kể và có thể vượt được cái cùng kỳ. Và từ giờ đến cuối năm thì các doanh nghiệp vẫn rất mong chờ nguồn khách này. Cùng với những thị trường trọng điểm và tiềm năng đang khai thác, việc khách Trung Quốc trở lại Đà Nẵng trong thời gian tới sẽ góp phần đa dạng hóa và bổ sung nguồn khách quốc tế cho ngành du lịch địa phương trong giai đoạn hiện nay. Ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá du lịch Đà Nẵng, đặc biệt là các sản phẩm du lịch đặc sắc của thành phố đến thị trường Trung Quốc, nhằm khai thác có hiệu quả nguồn khách này trong thời gian đến.